Chào các bạn, bây giờ là tối muộn, khuya rồi các bạn, 23:25. Đó, 23:25 hiện tại mình đang ở cái con đường Nguyễn Thái Học của trung tâm thành phố Hà Giang đó. Đây, bạn xem đó. À, đường này đường Trần Hưng Đạo chứ. Ở đây các bạn xem, đây là cầu bắc qua con sông Lô. Con sông Lô các bạn ạ. Phải sông Lô không nhỉ? Đúng rồi, con sông Lô các bạn. Các bạn check xem có phải sông Lô không nhé. Đó, chúng ta cùng dạo qua một tí. Đó, bây giờ các bạn xem mình qua cái cầu này. Các bạn xem đường ở bên dưới này các bạn này. Đấy. Ồ, đấy. Các bạn có thể nhìn thành phố, chiêm ngưỡng thành phố Hà Giang vào ban đêm. Nhiều bạn được chiêm ngưỡng rồi nhưng mà mình qua thành phố Hà Giang toàn là vào ban ngày, chưa chiêm ngưỡng ban đêm gì cả thì mình thấy lạ. Nhiều bạn chắc là sẽ không thấy lạ. Nhiều bạn đã thấy sẽ thấy rất là quen nhưng mà mình thấy là rất là lạ bởi vì mình mới qua xem lần đầu vào ban đêm. Bắt đầu. Đây, bây giờ mình sẽ, các bạn sẽ cùng mình đi khám phá thành phố Hà Giang một tí rồi nha, dạo quanh vòng một tí. Đấy, các bạn xem ở trên này này. Rất là nhiều ánh đèn, ánh điện lung linh, khá là ổn ở bên trên này các bạn nhỉ. Ở đây chủ yếu là trang trí rất là nhiều những cái đèn LED ở đây. Rất là đẹp ở đây các bạn nhỉ. Kết hợp với lễ hội hoa Tam Giác Mạch năm 2020 các bạn ạ, và kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là công viên địa chất toàn cầu và lễ hội hoa Tam Giác Mạch tỉnh Hà Giang năm 2020 các bạn ạ. Đấy. Nơi cực bắc. Bây giờ chúng ta cùng đi qua dưới con đường này các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể chiêm ngưỡng ở đây là trang trí những cái hoa rất là đẹp, có những cái màu hoa rất là quyến rũ và ạ các bạn. Đấy, các bạn có thể xem này.
Ở đây là những trang trí những cái ánh đèn rất là đẹp ở những cái từng cái góc phố các bạn ạ. Đấy. Để sẵn sàng cho khai mạc cái lễ hội hoa tam giác mạch các bạn ạ. Vào ngày mai là ngày 28 các bạn ạ. 28 tháng 11. Đây, trang trí đèn rất là đẹp và lộng lẫy ở đây. Đấy, chúng ta chuẩn bị tiến đến cái quảng trường sân khấu chính 27/3. Và đây là một số mảng thông tin về quảng cáo của địa phương. Wow, bây giờ các bạn đã thấy là cái cột mốc số 0 ở đây chúng ta đã được trang trí rất là nhiều hoa tam giác mạch ở đây. Hoa tam giác mạch này được lấy ở trên những cái vùng cao nguyên đá như là Đồng Văn hay là Mèo Vạc về đây các bạn. Hay là thậm chí là từ những cái cột cổ Lũng Cú để mang về đây để trang trí cho cái điểm check-in của rất là nhiều bạn. Đó chính là cái cột mốc số 0 Hà Giang 0 km. Đấy. Các bạn đang xem ở đây là cái rất là đẹp ở đây. Ở đây là cái cột mốc 0 km, trước đó mình đã giới thiệu với các bạn là các bạn thấy là rất là quen thuộc với chúng ta phải không ạ? Nhiều bạn chưa được check in cái cột mốc này thì mình sẽ quay lại cho các bạn. Thì ngày thành lập là 20 tháng 8 năm 1891, và diện tích đó chính là 7.884,37 km², từ Hà Giang đến Hà Nội đó chính là 320 km, và từ Hà Giang lên Đồng Văn đó chính là 155 km. Đây là cái cột mốc chuẩn quốc gia các bạn nhé. Đây là một mặt, và mặt phía trên này các bạn ạ có 4 mặt. Đấy, các bạn có thể xem trang trí trang bày rất là nhiều hoa tam giác mạch ở đây. Và hôm nay ấy, thì và hôm nay ấy, là vào 23 giờ gần 12 giờ rồi, nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn check in ở đây các bạn nhỉ. Đấy. Và lễ hội hoa tam giác mạch này cũng tổ chức vào cuối tuần cho nên là thu hút rất là đông đảo những khách du lịch gần xa các bạn ạ, đổ về Hà Giang dịp cuối tuần trong năm 2020 này các bạn. Đó, 0 km Hà Giang các bạn thấy chưa. Bây giờ chúng ta cùng tiến xuống cái quảng trường 27/3 các bạn ạ. Quảng trường 27/3 này là sẽ trình diễn những cái tiết mục văn nghệ cũng như là khai mạc ở cái quảng trường rộng lớn như này các bạn ạ. Với hiệu ứng âm thanh ánh sáng rất là hiện đại. Đấy, các bạn có thể xem theo dõi ở đây. Điểm hẹn cực Bắc.
Mình sẽ lốm lại gần xem, tối hơi tối rồi nhưng mà đây các bạn thấy chưa, kỷ niệm 10 năm các bạn ạ, cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đó, quảng trường này rất là rộng lớn. Và các bạn xem ở bên này được trưng bày rất là nhiều những cái ẩm thực địa phương các bạn ạ, của các tỉnh như Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, các bạn xem này. Đấy, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hồ Chí Minh, Yên Bái, Hà Giang. Ở đây có rất là nhiều hoa tam giác mạch ở đây, các bạn thấy chưa? Được mang từ những cái vùng cao nguyên đá như là trên Đồng Văn, trên Mèo Vạc, ở trên Lũng Cú nữa. Đấy, các bạn xem qua cái toàn cảnh trước buổi lễ khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch 2020 các bạn nhé. Do mình quay vào ban đêm ấy cho nên là cái chất lượng HDR nó không được thực sự tốt cho mấy các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ truyền tải, cái nội dung video này sẽ truyền tải được cái hình ảnh cho các bạn. Ở đây có kem này. Đấy, các bạn xem ở đây là toàn bộ cái hình ảnh mà mình truyền tải với các bạn. Đây, ở trên này là sẽ là sân khấu chính cũng như là cái tối ngày mai chúng ta sẽ khai mạc ở đây các bạn. Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 6 năm 2020 các bạn ạ. Có thể là chúng ta sẽ có một số truyền hình thông tin nhà đài đấy, có thể là sẽ trực tiếp cái buổi lễ khai mạc, có thể thôi nhá các bạn nhá, trực tiếp cái lễ khai mạc hoa tam giác mạch lần thứ 6 năm 2020 này các bạn. À, đằng sau này có rất là nhiều
hệ thống đài cũng như là để chuẩn bị cho khai mạc là lễ hội hoa tam giác mạch các bạn ạ. Đấy các bạn xem bên trong này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Mình sẽ truyền tải cho các bạn những cái video tiếp theo các bạn nhé.